It's time for. Đã đến giờ ăn trưa. It's time for lunch. Đã đến giờ đi ngủ. It's time for bed. Hoặc, it's time to go to bed. It's time to sleep. Đã đến giờ cho bản tin Thế vận hội. It's time for Olympic report. It's time for Olympic report. Olympic report. Sống. Live. Anh sống ở đâu? Where do you live? Cuộc sống, cuộc đời. Life, life. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh là gì? What's the most important thing in your life? What's the most important thing in your life? Ông ấy muốn sống quãng đời còn lại ở nơi đây. He wants to live here for the rest of his life. He wants to live here for the rest of his life. Trực tiếp. Live. Live. Chương trình đang được truyền trực tiếp. The program is coming live. The program is coming live. Quốc gia rộng lớn nhất thế giới. The world's largest country. The world's largest country. Sự kiện thi đấu quan trọng nhất của ngày hôm nay. Today's most important event. Today's most important event. Chương trình đêm nay. Tonight's program. Tonight's program. Môn bơi tự do 200m nữ. Women's 200m freestyle. Women's 200m freestyle. Môn bơi tự do 400m nam. Men's 400m freestyle. Men's 400m freestyle. Anh ấy về nhất. He was first. Anh ấy về nhì. He was second. Anh ấy về ba. He was third. Anh ấy về chót. He was last. Đoạt huy chương vàng. Win the gold medal. Đoạt huy chương bạc. Win the silver medal. Silver medal. Đoạt huy chương đồng. Win the bronze medal. Bronze medal. Tôi đang để dành tiền. Mỗi tháng tôi để dành được $200. Tôi bắt đầu để dành tiền cách đây một năm. I'm saving. I save $200 every month. I started saving a year ago.
I'm saving. I save $200 every month. I started saving a year ago. Mỗi tháng anh để dành được bao nhiêu tiền? Câu này ta sử dụng thì hiện tại đơn. How much money do you save every month? How much money do you save every month? $200. I save $200. Tháng rồi anh để dành được bao nhiêu tiền? Câu này ta sử dụng thì quá khứ đơn. How much money did you save last month? $200. I saved $200. I saved $200. Tính đến nay, anh đã để dành được bao nhiêu tiền? Câu này chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. How much money have you saved? How much money have you saved? $2,400. I have saved $2,400. I've saved $2,400. Anh đã để dành tiền được bao lâu rồi? Câu này ta phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. How long have you been saving? How long have you been saving? 1 năm. I've been saving for 1 year. I've been saving for 1 year.